Ngày 25 tháng 12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, nhà tàu chính của nước ngoài dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa có văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào 31 vị trí công việc với mức lương thấp nhất là 75 triệu đồng một người một tháng, cao nhất là 400 triệu đồng một người một tháng. để triển khai gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, nhà thầu chính nước ngoài đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào 31 vị trí công việc, dự kiến tuyển người lao động nước ngoài như đại diện nhà thầu, giám đốc dự án, quản lý xây dựng, kỹ sư xây dựng, chuyên viên kế hoạch, trưởng phòng hành chính, trưởng phòng nhân sự với mức lương thấp nhất là 75 triệu đồng một người một tháng, cao nhất là 400 triệu đồng một người một tháng, thời gian làm việc từ cuối năm 2023 đến tháng 12 năm 2025. Sân bay quốc tế Long Thành đang đồng loạt thi công nhiều gói thầu với hàng nghìn lao động làm việc trên công trường dự án. Tới đây liên xanh các nhà thầu sẽ tiếp tục tuyển nhiều lao động, trong đó có cả lao động phổ thông. Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Thủ tướng để triển khai trước việc thu phí không dừng ở ba sân bay lớn là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và nếu được chấp thuận sẽ triển khai trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp cao điểm. Cục đường bộ cho biết đến nay toàn bộ 155 trạm và 893 làn thu phí đã được đầu tư lắp đặt hoàn thiện thiết bị thu phí điện tử không dừng. Toàn bộ các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ được vận hành theo phương án chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy và các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí điện tử không dừng toàn bộ. Việc vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cơ bản ổn định. Tính đến ngày 18 tháng 12 đã có 5,1 triệu phương tiện trên toàn quốc đã sám thẻ thu phí không dừng đạt tỷ lệ khoảng 9,6% và đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng để triển khai trước ở các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và nếu được chấp thuận sẽ triển khai trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 này. Ngay trong tháng 12, chính phủ sẽ họp để xem xét triển khai thu phí ETC đối với xe ô tô ra vào các sân bay. Ngay sau khi được đưa vào sử dụng vào ngày 24 tháng 12, tuyến đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ đáp ứng được nhu cầu đi lại giao thương hàng hóa. Tuy nhiên, trong ngày 25 tháng 12 xuất hiện tình trạng người dân đi bộ, đi xe máy, xe đạp ngược chiều trên tuyến đường, gây mất an toàn, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Theo camera hành trình của một xe ô tô lưu thông trên tuyến đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ ghi lại và được đăng tải trên một số trang mạng xã hội, trong ngày 25 tháng 12, đã xuất hiện một người dân đỗ xe máy ở giải phân cách của tuyến đường và có dấu hiệu đang bẻ giải phân cách để sang đường bên kia. Còn đây là hình ảnh ghi lại một người đang đi bộ giữa đường trên tuyến cao tốc. Trong video được đăng tải, dù lưu thông với tốc độ cao nhưng rất may người lái xe ô tô đã đánh lái kịp thời, tránh được tai nạn xảy ra. Còn rất nhiều các hình ảnh mà các lái xe ô tô ghi lại được việc người dân đi xe máy, thậm chí là đi xe đạp ngược chiều trên tuyến đường này tình trạng này xảy ra rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang cần có những biện pháp để xử lý rứt điểm tình trạng trên bên cạnh đó tăng cường công tác tuyên truyền để người dân sống quanh khu vực có tuyến đường đi qua nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng khai thác tuyến đường để đạt được hiệu quả và an toàn giao thông Ngày 25 tháng 12, Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố kết quả cuộc bình chọn 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2023. Các lĩnh vực được bình chọn gồm cơ chế chính sách, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học ứng dụng, tôn vinh nhà khoa học, hội nhập quốc tế. Từ các đề cử của những thành viên Câu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tiến hành chấm điểm, bình chọn một cách công khai, dân chủ. 10 sự kiện khoa học và công nghệ Việt Nam nổi bật được các phóng viên bình chọn nhiều nhất, gồm Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban nghị quyết mới về phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, chính thức bàn giao quyền quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc từ Bộ Khoa học Công nghệ về Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, phục dựng hình ảnh 3D thành công kiến trúc cung đình kính thiên thời Lê sơ, làm chủ công nghệ sơn phản xạ nhiệt dùng vật liệu nano tự sản xuất trong nước, ghép tạng Việt Nam trở thành điểm sáng ghép tạng châu Á, phát triển hệ thống tích hợp xử lý nước nhiễm phèn nhiễm mặn. Việt theo triển khai thành công trạm thu phát sóng 5G theo tiêu chuẩn Open RAN đầu tiên trên thế giới. Năm nhà khoa học Việt Nam vào bảng xếp hạng ngôi sao khoa học đang lên năm 2023. Và cuối cùng là Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Thưa quý vị, mới đây tại Hà Nội, Ban thi đua khen thưởng Trung ương giao Trung tâm Thông tin Truyền thông tổ chức chương trình Giao lưu gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt năm 2023 với chủ đề Mỗi tấm gương là một bông hoa đẹp. Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thông qua những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa của các tấm gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực chia sẻ trong chương trình Giao lưu, như doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại thực hành tiết kiệm chống lãng phí chuyển đổi số thi đua xây dựng xã hội học tập đẩy mạnh học tập suốt đời đã lan tỏa các giá trị sống tích cực nhân văn đến với cộng đồng xã hội từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp tạo động lực và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế xã hội góp phần xây dựng ngành thi đua khen thưởng ngày càng phát triển vững mạnh trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Con Tum đã tiếp cận được các nguồn vốn từ nhiều chương trình chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đây là dãy nhà mới được huyện Sa Thầy đầu tư xây dựng cho trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Hơ Mong, từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi của các thầy cô giáo và các em học sinh. Khi đã được xây dựng phòng học mới, trang thiết bị mới đầy đủ thì nhà trường rất thuận lợi và có đủ điều kiện để thực hiện việc dạy học và thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Là địa phương có hơn 57% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, huyện Sa Thầy đã hỗ trợ chuyển đổi nghề, tổ chức đào tạo nghề cho hàng trăm hộ dân, tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các nguồn lực nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỷ lệ giảm nghèo trên địa bàn huyện là 6% mỗi năm. Đến nay thì cơ sở hạ tầng của bà con ở Làng Lê thì nói chung là đảm bảo đường xá bê tông hóa, đường liên thôn cũng như đường đi vào sản xuất, khu dân cư cũng thay đổi rất nhiều. Để mà xóa đói giảm được nghèo thì bản thân của gia đình mình phải vươn lên, không trông chờ vào sự ý lại của nhà nước. Bên cạnh đó thì bà con cũng đã biết chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tiếp cận được các nguồn vốn và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả để đầu tư và sản xuất và kinh doanh tại tỉnh con tum những năm qua các chính sách và chương trình hỗ trợ của đảng nhà nước đã mang lại hiệu quả thiết thực giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội vươn lên thoát nghèo làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình Quý vị, chương trình nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân với sự tham gia biểu diễn của đông đảo bà con cộng đồng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Moscow đã được diễn ra tại Cung Văn hóa Đại học Giao thông Vận tải Nga. Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng Mừng Xuân do Hội Người Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga nhằm hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón năm mới 2024. Chương trình mong muốn gửi gắm hơi ấm, hương vị quê hương cho bà con người Việt Nam ở xứ sở Bạch Dương. Đặc biệt, thông qua chương trình, các em nhỏ người Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Nga, hiểu văn hóa cội nguồn của dân tộc, nuôi dưỡng khát khao công hiến xây dựng quê hương. Thông điệp gửi cho năm mới, cộng đồng người Việt muốn gửi cho cả nước là tất cả, tức là cộng đồng người Việt luôn luôn tự hào là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc. Chương trình nghệ thuật đã để lại dư âm ngọt ngào, đầm thắm của quê hương là động lực, mục tiêu cho những con người xa quê nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để luôn tự hào hai tiếng Việt Nam. Thưa quý vị, du lịch âm nhạc, âm nhạc kết hợp du lịch đang ngày càng trở nên phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Tỉnh Quảng Ninh cũng đang tận dụng xu hướng này trong việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế. Du lịch âm nhạc có thể hiểu là mô hình kết hợp giữa du lịch xã ngoại và âm nhạc, trong đó trọng tâm là thưởng thức chương trình âm nhạc chủ yếu diễn ra ở không gian ngoài trời. Tại Việt Nam, đây là sản phẩm du lịch khá mới mẻ vừa nổi lên trong những năm gần đây, nhất là sau đại dịch Covid-19 khi nhu cầu giải trí để tìm lại sự cân bằng về đời sống tinh thần của người dân tăng cao. Mình rất là may mắn khi mà được đi biểu diễn ở rất là nhiều nước, thì trong quá trình đi biểu diễn ý, là cũng đã nhìn thấy là ở một số nước họ kết hợp rất là tốt giữa du lịch và văn hóa trong đó có âm nhạc Việt Nam cũng đã có một số những cái nơi họ cũng đã bắt đầu làm những cái cái, cái điều đó và làm cũng rất thành công thì mình nghĩ rằng đây là một cái trào lưu một cái xu hướng tất yếu của xã hội là một trong những sản phẩm du lịch kết hợp với âm nhạc gây được tiếng vang trong thời gian gần đây, Love in the Bay là một chương trình âm nhạc hay được công ty cổ phần tập đoàn du thuyền cao cấp châu Á phát triển. Không giống như các chương trình âm nhạc khác, lớp In The Bay sử dụng sân khấu của bong tàu trên du thuyền. Sau hơn 6 tháng ra mắt, chương trình đã mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, tạo điểm nhấn mới cho du lịch Hạ Long. Đối với một cái chương trình đặc biệt như thế này, được đi trên du thuyền năm sao và được lắng nghe những cái ca khúc rất là hay, buổi hòa nhạc cũng rất là ý nghĩa, mình cảm thấy mình vô cùng là thú vị và rất là ấn tượng đối với du lịch âm nhạc điều du khách kỳ vọng không phải là sự hoành tráng quy mô của sân khấu sự kiện mà chủ yếu là trải nghiệm sự khác biệt khi được nghe nhạc giao lưu cùng nghệ sĩ trong không gian của thiên nhiên tận hưởng cảm giác tự do phiêu bồng cùng âm nhạc đây là hướng đi giàu triển vọng giúp khắc phục tính mùa vụ trong hoạt động du lịch tại những địa phương có lợi thế về cảnh quan di sản theo là phần tin quốc tế. Ngày 24 tháng 12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cơ quan của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ lo ngại về hệ thống y tế bị tàn phá ở giải Gaza và nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại giải đất ven địa trung hải này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo về tình hình xấu đi nghiêm trọng tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Gaza kể từ khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel ngày 7 tháng 10, Hiện chỉ có 9 trong số 36 bệnh viện trên toàn Gaza hoạt động. Tất cả các cơ sở này đều tập trung ở phía nam của khu vực và đều trong tình trạng quá tải. Cũng theo Cơ quan Y tế của Liên Hợp Quốc, các bệnh viện ở Gaza đã hứng chịu thiệt hại nặng nề do xung đột. Tính đến ngày 20 tháng 12, WHO ghi nhận 246 vụ tấn công vào các bệnh viện ở Gaza, khiến 582 người thiệt mạng và 748 người khác bị thương. Hệ thống y tế ở giải Gaza bị tàn phá cũng gây ra hệ lụy, khi xe cứu thương không thể tiếp cận các bệnh viện và các y bác sĩ gặp khó khăn trong việc cứu chữa những người bị thương do xung đột. Hiện xung đột Israel-Hamas đã khiến 20.424 người Palestine ở Gaza thiệt mạng, còn số bên phía Israel là 1.140. Serbia đang rung chuyển bởi các cuộc biểu tình chống chính phủ sau khi phe đối lập cáo buộc Đảng Tiến bộ Serbia cầm quyền gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 17 tháng 12 để giành chiến thắng. Tuy nhiên, Tổng thống Alexander Vucic bác bỏ cáo buộc. Serbia, quốc gia có mối quan hệ tốt với Nga đang rung chuyển bởi các cuộc biểu tình trong chính phủ. Sau khi phe đối lập cáo buộc đảng tiến bộ Serbia cầm quyền, gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua ngày 17 tháng 12, nhờ đó giành chiến thắng trước đảng SPN, thân Liên minh châu Âu EU, Tổng thống Serbia Alexander Vucic bác cáo buộc gian lận phiếu bầu và nói các cuộc biểu tình ở nước này do phương Tây hỗ trợ. Theo vị Tổng thống, phương Tây muốn gạt bỏ ông vì mối quan hệ thân thiết với Nga và vì tuyên bố chủ quyền của Serbia với Kosovo, vùng ly khai Kosovo tuyên bố độc lập năm 2008, song Serbia không công nhận. Ít nhất 8 cảnh sát đã bị thương và 35 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử ở thủ đô Belgrade. Tối 24 tháng 12, đám đông thậm chí có hành vi phá hoại và định đột nhập vào các tòa nhà chính phủ. Theo số liệu văn phòng nội các Nhật Bản công bố ngày 25 tháng 12, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người danh nghĩa của nước này trong năm 2022 là 34.064 đô la Mỹ, thấp nhất trong số các nước thuộc nhóm các nền công nghiệp phát triển G7 do tác động của sự mất mát giá đồng yên. GDP bình quân đầu người danh nghĩa của Nhật Bản đã giảm từ mức 40.034 đô la Mỹ năm 2021 xuống còn 34.064 đô la Mỹ năm 2022, đánh dấu lần đầu tiên sau 14 năm, quốc gia này đứng cuối trong nhóm G7, thấp hơn Italia với 34.733 đô la Mỹ. Con số này cũng đẩy Nhật Bản tụt thêm một bậc trong số các thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, tức là từ vị trí 20 trên 38 vào năm 2021 xuống 21 trên 38 vào năm 2022, lần đầu tiên kể từ năm 1980. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do đồng yên mất giá nhanh trong năm 2022 với giả định số liệu do Văn phòng Nội các tính toán là tỷ giá hối đoái giữa đồng yên và đồng đô la Mỹ năm 2022 là 131,4 yên đổi lấy một đô la Mỹ. Một nghiên cứu vừa được các nhà khoa học thuộc Đại học Virginia Commonwealth University tiến hành cho thấy, môi trường ấm hơn do biến đổi khí hậu có thể khiến muỗi sinh sôi nhiều hơn. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Ecology cho thấy, nhiệt độ tăng thường do biến đổi khí hậu có thể khiến các loài động vật săn ấu trùng muỗi hoạt động kém hiệu quả hơn. Cụ thể nhiệt độ cao hơn khiến ấu trùng muỗi phát triển nhanh hơn, kéo theo chuồn chuồn có ít thời gian để ăn ấu trùng. Điều này có nghĩa lượng ấu trùng mũi trưởng thành ở khu vực nghiên cứu có thể tăng gần gấp đôi. Các nhà khoa học cũng thực nghiệm và phát hiện thấy khu vực sông hồ nào có nhiệt độ ấm hơn thì có nhiều ấu trùng mũi thủy sinh hơn, ngay cả khi có sự hiện diện của những kẻ săn ấu trùng mũi. Hiện nhiều quốc gia đang phải vật lộn với dịch bệnh sốt xuất số huyết và tồi tệ nhất là Bangladesh. Bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục điểm báo. Thưa quý vị, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đầu bào dân tộc thiểu số và miền núi tạo động lực hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Các dự án giúp các huyện miền núi hình thành lực lượng lao động có tay nghề giúp người dân làm kinh tế, sản xuất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo phản ánh trên báo Nhân dân, sau thời gian triển khai đến nay, nhiều tỉnh, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc tại tỉnh quảng ngãi và quảng nam trong hai năm qua các sở ngành và các huyện miền núi xin điều chỉnh giảm nguồn vốn chuyển kinh phí và thậm chí trả lại vốn vì không triển khai được công tác đào tạo dạy nghề và giải quyết việc làm mới đây hội đồng thẩm định quy hoạch vùng đã biểu quyết thông qua quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 trong đó có nội dung quan trọng là khai thác không gian dọc sông Sài Gòn, sông Đồng Nai với vai trò một không gian xanh, sinh thái kết nối vùng theo thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 23 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành công viên dọc sông Sài Gòn thu hút hàng nghìn lượt người dân tới tham quan chụp ảnh. Điều này cho thấy những công viên, con đường ven sông Sài Gòn đang mở ra không gian xanh đáp ứng phần nào nhu cầu của người dân thành phố. Báo đại đoàn kết dẫn thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Trong 10 tháng năm 2023, cả nước giải quyết cho hơn 947.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 31,38% so với cùng kỳ năm 2022. Một số ý kiến cho rằng làn sóng rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến hệ thống an sinh xã hội. Để hạn chế tình trạng này cần siết chặt các quy định theo hai khía cạnh. Theo đó tăng tính hấp dẫn ưu đãi của các chế độ bảo hiểm xã hội để giữ chân người lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội. Đồng thời cần quy định chặt chẽ các điều kiện hưởng để hạn chế tối đa rút bảo hiểm xã hội một lần. Từ đầu năm 2023 đến nay giá vàng trong nước đã tăng hơn 10 triệu đồng một lượng, trong khi đó giá vàng thế giới tăng gần 170 đô la Mỹ một ounce. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới luôn ở mức cao, quanh ngưỡng 13 triệu đồng một lượng. Theo bài viết trên Báo Lao động, hơn một thập niên trôi qua, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên các quy định từ 11 năm trước. Trong khi đó, những quy định không còn phù hợp với nền kinh tế thị trường. Chủ trương huy động nguồn lực trong dân vào sản xuất kinh doanh là rất đúng đắn. Nhưng để làm được điều này đã đến lúc cần cởi trói cho thị trường vàng, để vốn chết trong dân có thể chảy vào nền kinh tế. Mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu đi Mỹ tiếp tục bị điều tra chống trợ cấp với nhiều cáo buộc phức tạp nhất từ trước đến nay. Bài viết trên báo Tuổi Trẻ phân tích là ngành xuất khẩu có quy mô lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Việc ứng phó với vụ kiện này nhiều gian nan và khó khăn, đòi hỏi sự đồng lòng của các doanh nghiệp và bộ ngành liên quan. Bên cạnh đó, ngành tôm Việt Nam đang cạnh tranh được một phần nhờ thị trường nhờ thị phần hàng giá trị gia tăng, nhưng chỉ khoảng 3 năm nữa, các nước khác cũng làm được giá trị gia tăng. Do đó, nếu giá trị gia tăng đứng im, Việt Nam không có sự thay đổi về chế biến sâu, giảm giá thành thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Luật Kinh doanh Bất Động Sản Sửa Đổi đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, lần đầu tiên nội dung về tiền đặt cọc mua nhà hình thành trong tương lai được đưa vào luật, chấm dứt thời kỳ dài việc đặt cọc mang hình thức thỏa thuận, nhưng thực tế là theo yêu cầu của chủ đầu tư các dự án nhà ở đối với khách hàng. Vì vậy, thời gian tới để bảo đảm quyền lợi cho người mua nhà, đồng thời cũng siết chặt việc thực thi trách nhiệm của chủ đầu tư khi tham gia kinh doanh, phía cơ quan quản lý nhà nước cần phải nghiêm túc thực hiện các chế tài mà luật đã quy định góp phần làm cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, bền vững. Thưa quý vị, dịp cuối năm chuyện thưởng Tết luôn khiến công nhân thấp thỏm, nhất là khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Theo thông tin trên báo Tiền Phong, để người lao động yên tâm gắn bó, nhiều doanh nghiệp đã lập quỹ thưởng Tết chăm lo cho người lao động. Đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 12 và đầu năm 2024, Sở tập trung theo dõi, giám sát trả lương thưởng Tết, các khoản hỗ trợ cho người lao động. Với nhóm mất việc khó khăn, đơn vị phối hợp tổ chức công đoàn chăm lo cho khoảng 139.000 người với tổng kinh phí khoảng 71 tỷ đồng. Còn đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, tính đến nay có gần 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán, mức thưởng thấp nhất gần 4,7 triệu đồng và cao nhất là gần 370 triệu đồng một người. Những thông tin trong tiểu mục điểm báo đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!